À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Buổi trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hay ẩn, đó là phương pháp thế. Trong buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục vận dụng kiến thức để giải các hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Bài đầu tiên đó là bài 15, giải hệ phương trình x cộng 3y bằng 1. Phương trình thứ hai đó là a bình cộng 1 nhân x cộng với 6y bằng 2a. Trong các trường hợp như sau: trường hợp thứ nhất a bằng âm 1, trường hợp thứ hai a bằng 0, và trường hợp thứ ba đó là a bằng 1. Chúng ta sẽ làm từng ý một ở ý A, đó là với A bằng âm 1. Với A bằng âm 1 thì hệ phương trình đã cho trở thành đó là gì? Phương trình thứ nhất, phương trình đầu tiên của chúng ta giữ nguyên, đó là x cộng với 3y bằng 1. Phương trình thứ hai, khi a bằng âm 1 thì a bình phương sẽ là bằng 1, 1 cộng 1 là bằng 2. Như vậy là 2x cộng 6y sẽ là bằng 2a. Như vậy là sẽ là thành âm 2. Cô đánh dấu hai phương trình lần được là 1 và 2. Thì chúng ta áp dụng phương pháp thế để giải hệ phương trình này như sau. Bước đầu tiên, từ phương trình thứ nhất, từ phương trình 1, chúng ta biểu diễn x theo y. Ta sẽ được đó là x bằng 1 trừ đi 3y. Sau khi chúng ta biểu diễn x theo y rồi thì chúng ta sẽ thế x trong phương trình 2 bởi 1 trừ 3y. Bởi 1 trừ đi 3y thì ta sẽ được một phương trình mới. Đó chính là 2 nhân với mở ngoặc x của chúng ta được thế bởi 1 trừ đi 3y cộng với 6y sẽ là bằng âm 2. Và khi đó thì chúng ta sẽ được một hệ phương trình mới. Khi đó hệ phương trình đã cho trở thành x cộng 3y bằng 1 thì sẽ được thế bởi x bằng 1 trừ đi 3y. Phương trình thứ hai thì sẽ được thế bởi phương trình mới của chúng ta, tức là 2 nhân với 1 trừ đi 3y cộng với 6y bằng âm 2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải hệ phương trình này, sẽ tương đương với x bằng 1 trừ đi 3y. Phương trình thứ hai chúng ta sẽ nhân phá ra. 2 nhân 1 là bằng 2. 2 nhân với trừ 3y là bằng trừ 6y. Cộng 6y bằng âm 2. Tương đương với phương trình đầu tiên, x bằng 1 trừ đi 3y chúng ta giữ nguyên. Phương trình thứ hai, trừ 6y cộng 6y thì sẽ là bằng 0y. Bên này là cộng 2, chuyển sang bên kia là trừ 2. Trừ 2 trừ đi 2 thì là bằng âm 4. Thì chúng ta nhận thấy không nhân y bằng âm 4 đó là vô lý. Bởi vì sao? Bởi vì không nhân một số bất kỳ là bằng 0. Do đó sẽ không tồn tại giá trị y để không nhân y bằng âm 4. Và khi phương trình này là vô nghiệm rồi thì dẫn đến hệ phương trình đã cho của chúng ta là vô nghiệm. Như vậy chúng ta kết luận đó là với a bằng âm 1 thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau vào ý B. Ý B đó là trong trường hợp a bằng 0. Khi a bằng 0 thì hệ phương trình đã cho trở thành đó là gì? Đó là x cộng với 3y bằng 1. Phương trình thứ hai đó là x cộng với 6y bằng 0. Chúng ta sẽ biểu diễn x theo y từ phương trình thứ ba. Từ phương trình thứ ba.
biểu diễn x theo y. Biểu diễn x theo y ta sẽ được đó là x bằng 1 trừ đi 3y. Chúng ta dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu, bên này là cộng 3y, sang bên kia sẽ là trừ 3y. Sau khi rút x theo y rồi, chúng ta sẽ thế thế x ở phương trình 4, thế x trong phương trình 4, trong phương trình 4 bởi 1 trừ đi 3y, bởi 1 trừ đi 3y. Khi đó chúng ta sẽ được một phương trình mới, đó là gì? Khi đó chúng ta sẽ được đó là 1 trừ đi 3y cộng với 6y bằng 0. Và hệ phương trình đã cho của chúng ta trở thành hệ phương trình đã cho tương đương với hệ phương trình sau. Ở phương trình thứ 3 thì chúng ta sẽ thay bởi x bằng 1 trừ đi 3y. Ở phương trình thứ 4 thì chúng ta sẽ thay bởi phương trình mới, tức là 1 trừ đi 3y cộng với 6y bằng 0. Chúng ta sẽ cùng nhau giải hệ phương trình này. Tương đương, phương trình đầu tiên của chúng ta giữ nguyên x bằng 1 trừ đi 3y. Phương trình thứ 2 cô phá ngoặc ra, vậy sẽ là được 1 cộng với 3y bằng 0. Sẽ tương đương x bằng 1 trừ đi 3y. 1 cộng 3y bằng 0, vậy thì 3y sẽ là bằng âm 1. 3y bằng âm 1, vậy thì y sẽ là bằng âm 1 phần 3. Khi chúng ta tìm ra y bằng 1 phần 3, thì chúng ta sẽ thế vào x. X sẽ là bằng 1 trừ đi 3 nhân với y, tức là nhân với âm 1 phần 3. Âm 3 nhân với âm 1 phần 3 thì bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy x của chúng ta bằng 2. Chúng ta kết luận với A bằng 2, với A bằng 0 thì hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất đó chính là 2, y của chúng ta là bằng âm 1 phần 3. Ý C của chúng ta đó là cho hệ số A bằng 1. Khi A bằng 1 thì hệ phương trình đã cho trở thành phương trình đầu tiên chúng ta giữ nguyên, đó là x cộng với 3y bằng 1. Phương trình thứ hai, A bình phương lúc này sẽ là bằng 1, 1 cộng 1 là bằng 2. Như vậy là 2x cộng với 6y, 2 nhân với 1 là bằng 2. Đây là phương trình thứ 5, đây là phương trình thứ 6. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ biểu diễn x theo y. Thì từ phương trình thứ 5, biểu diễn x theo y ta được biểu diễn x theo y ta được đó là x sẽ là bằng 1 trừ đi 3y. Sau khi biểu diễn x theo y rồi thì chúng ta sẽ thế x vào phương trình 6. Thế x trong phương trình thế x bằng 1 trừ đi 3y vào phương trình 6 ta được phương trình mới của chúng ta sẽ là 2 nhân với 1 trừ đi 3y cộng với 6y bằng 2. Cô nhân phá phương trình này ra, 2 nhân 1 là 2, 2 nhân với âm 3y thì sẽ là bằng trừ 6y cộng với 6y bằng 2. Hay tương đương, trừ 6y cộng với 6y sẽ là bằng 0y. Bên này là cộng 2, chuyển sang bên kia là trừ 2, 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy là 0 nhân y bằng 0, thì chúng ta thấy phương trình này sẽ đúng với mọi x, mọi y thuộc R. Phương trình này đúng với mọi y thuộc R.
Từ đó chúng ta kết luận đó là hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm. Vậy hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm. Có vô số nghiệm khi A của chúng ta là bằng 1. Khi A là bằng 1. Và tập nghiệm của hệ phương trình sẽ là tập nghiệm của phương trình bậc nhất. Tập nghiệm của hệ phương trình là tập nghiệm của phương trình bậc nhất. Của phương trình bậc nhất x cộng với 3y bằng 1. Như vậy với ba giá trị a khác nhau thì chúng ta sẽ giải ra trường hợp thứ nhất đó là hệ phương trình vô nghiệm, trường hợp thứ hai đó là hệ phương trình có một nghiệm duy nhất và trường hợp thứ ba đó là hệ phương trình vô số nghiệm. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 16. Ý A nhỏ đó là 3x trừ đi y bằng 5 và phương trình thứ hai 5x cộng 2y bằng 23. Cô gọi hai phương trình đã cho lần lượt là 1 và 2. Chúng ta vẫn áp dụng phương pháp thế. Bước đầu tiên đó là từ phương trình 1, chúng ta sẽ biểu diễn y theo x. Từ phương trình 1, biểu diễn y theo x. Biểu diễn y theo x, chúng ta sẽ được đó là gì? Dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu thì chúng ta sẽ rút ra được y là bằng 3x trừ đi 5. Sau khi biểu diễn được y theo x thì chúng ta sẽ thế vào phương trình thứ hai. Thế y bởi 3x trừ 5 vào phương trình thứ hai thì chúng ta sẽ được một phương trình mới. Đó là 5x cộng với 2. Y lúc này chúng ta sẽ thay bởi 3x trừ đi 5 bằng 23. Và khi đó hệ phương trình đã cho trở thành, cô ký hiệu hệ phương trình đã cho là hệ 1. Như vậy hệ 1 la mã của chúng ta sẽ tương đương với hệ phương trình sau. Phương trình đầu tiên 3x trừ y bằng 5 sẽ được thay bởi phương trình y bằng 3x trừ 5. Phương trình thứ hai thì sẽ được thay bởi phương trình mới chúng ta vừa rút ra được, tức là 5x cộng với 2 nhân mở ngoặc 3x trừ đi 5 bằng 23. Chúng ta sẽ cùng nhau giải hệ phương trình mới này. Phương trình y bằng 3x trừ 5 chúng ta giữ nguyên. Phương trình thứ hai của hệ là một phương trình bậc nhất, một ẩn x, chúng ta sẽ nhân phá ra. Sẽ được đó là 5x cộng với 2 nhân 3x là bằng 6x, 2 nhân với âm 5 thì là bằng âm 10, bằng 23. Và sẽ tương đương y là bằng 3x trừ đi 5. Phương trình thứ hai 5x cộng với 6x là bằng 11x. Bên này là trừ 10, chuyển sang về bên kia là cộng 10. 23 cộng 10 là bằng 33. Như vậy sẽ là tương đương với y bằng 3x trừ đi 5. 11x bằng 3. Như vậy x của chúng ta sẽ là bằng 33 chia cho 11, tức là x của chúng ta bằng 3. Sau khi chúng ta tìm ra được x bằng 3 rồi thì chúng ta sẽ thay vào y. Như vậy y của chúng ta sẽ là bằng 3 nhân với 3 trừ đi 5. 9 trừ đi 5 bằng 4. Như vậy là hệ phương trình của chúng ta đã cho có một nghiệm duy nhất. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất đó chính là 3, 4. 3, 4. Thì đây chính là nội dung của ý A. Chúng ta cùng chuyển sang ý B. Ý B, hệ phương trình gồm có 3x cộng với 5y bằng 1 là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai 2x trừ đi y bằng âm 8 là phương trình thứ hai. Thì ở bài này chúng ta sẽ rút y ra từ phương trình thứ hai. Từ phương trình thứ hai chúng ta biểu diễn y theo x. Biểu diễn y theo x, chúng ta sẽ được một phương trình mới. Đó là gì? Dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu thì chúng ta sẽ rút ra được đó là y sẽ là bằng 2x cộng với 8.
Sau khi biểu diễn được y theo x thì chúng ta sẽ bắt đầu dùng phương pháp thế. Thế y bởi 2x cộng 8 vào phương trình 1. Vào phương trình 1 và chúng ta sẽ được một phương trình mới. Đó chính là 3x cộng với 5. Y của chúng ta sẽ thay bởi 2x cộng với 8. Như vậy là nhân với 2x cộng 8 bằng 1. Cô gọi đây là hệ phương trình thứ hai. Và khi đó hệ phương trình 2 Nam mã của chúng ta sẽ tương đương với một hệ phương trình mới. Phương trình 1 đầu tiên thì sẽ được thay bởi phương trình chúng ta vừa rút ra được. Đó chính là 3x cộng với 5 nhân mở ngoặc 2x cộng với 8 đóng ngoặc bằng 1. Phương trình thứ hai sẽ được thay bởi y bằng 2x cộng 8. Y bằng 2x cộng với 8. Và chúng ta sẽ giải hệ phương trình này. Phương trình đầu tiên là phương trình bậc nhất một lần. Chúng ta sẽ nhân phá ra. 3x cộng với 5 nhân với 2x thì sẽ là bằng 10x. 5 nhân với 8 thì là bằng 40 và bằng 1. Phương trình thứ hai chúng ta giữ nguyên. Y là bằng 2x cộng với 8 và tương đương. 3x cộng với 10x thì sẽ là bằng 13x. Cộng 40 chuyển sang với bên kia là trừ 40. 1 trừ đi 40 sẽ là bằng âm 39. Phương trình thứ hai giữ nguyên. Y bằng 2x cộng 8. Như vậy sẽ tương đương 11x bằng âm 39. Vậy thì x là bằng âm 39 chia cho 13, tức là x bằng âm 3. Và khi đó y của chúng ta sẽ là bằng 2 nhân x, tức là 2 nhân với âm 3 cộng với 8. Thì 2 nhân âm 3 là bằng âm 6. Âm 6 cộng với 8 bằng 2. Và cuối cùng chúng ta kết luận. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất đó chính là âm 3, 2. Và chúng ta đã hoàn thành xong ý B. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang ý C. Ý C, x trên y là bằng 2 phần 3. Phương trình thứ hai x cộng y trừ đi 10 bằng 0. Bằng 0. Chúng ta sẽ thế như sau. Chúng ta sẽ rút ra từ phương trình thứ hai. Từ phương trình thứ hai chúng ta rút ra x. Từ phương trình thứ hai chúng ta sẽ suy ra được x nó là sẽ bằng 10 trừ đi y. Sau đó chúng ta sẽ thay vào phương trình thứ nhất. Thế x bởi 10 trừ x. 10 trừ y vào phương trình 1. Vào phương trình 1 chúng ta sẽ được một phương trình mới. Đó chính là x trên y thì bây giờ sẽ là 10 trừ y trên y bằng 2 phần 3. Các em nhớ cho cô tính chất a trên b mà bằng c trên d. Thì điều này sẽ tương đương đó là a nhân d bằng b nhân c. Như vậy phương trình trên của chúng ta sẽ tương đương với 3 nhân với 10 trừ y bằng 2 nhân y. Và chúng ta nhân phá ra tương đương với 30 trừ đi 3y bằng 2y. Dùng chuyển vế đổi dấu, như vậy là trừ 3y trừ đi 2y. Bên này là cộng 30 chuyển sang vế bên kia thành âm 30. Tương đương trừ 3y trừ đi 2y chính là bằng trừ 5y bằng âm 30. Và từ đó chúng ta tính được y là bằng âm 30 trên âm 5, tức là y bằng 6. Với y bằng 6 thì các em thêm vào sao chúng ta sẽ tìm ra được x. Thay y bằng 6 và sao chúng ta rút ra được x là bằng 10 trừ y, tức là 10 trừ 6 và bằng 4. Cuối cùng chúng ta sẽ kết luận. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất đó chính là cặp số 4, 6. Như vậy vừa rồi chúng ta đã giải quyết xong bài 16. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 17. Ở bài 17 sẽ có phức tạp hơn bởi vì có chứa những căn bậc 2. Bài 17, ý A.
căn bậc 2 của 2 trừ đi y căn bậc 2 của 3 bằng 1. Gọi đây là phương trình 1. Phương trình thứ 2 là x cộng với y nhân với căn bậc 2 của 3 bằng căn 2. Đây gọi là phương trình 2. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ rút x ra biểu diễn theo y từ phương trình thứ 2. Từ phương trình thứ hai chúng ta biểu diễn x theo y. Chúng ta chuyển vế đổi dấu, vậy thì x sẽ là bằng căn 2 trừ đi y nhân với căn bậc 2 của 3. Chúng ta sẽ thế x bởi căn 2 trừ đi y nhân với căn bậc 2 của 3 vào phương trình 1. Và khi đó thì phương trình 1 của chúng ta sẽ trở thành phương trình như sau. Căn 2 trừ đi y căn bậc 2 của 3 nhân với căn 2 trừ đi y căn 3 sẽ là bằng 1. Và chúng ta sẽ cùng nhau giải phương trình mới này. Đây là phương trình bậc nhất có ẩn là y. Căn 2 nhân với căn 2 thì sẽ là bằng 2 trừ đi căn bậc 3 của 2 nhân căn bậc 3 của 3. Nó sẽ là bằng căn bậc 2 của 6. Như vậy là trừ y căn bậc 2 của 6 trừ đi y căn bậc 2 của 3 bằng 1. Tương đương hai cái này có nhân tử chung đó là y, chúng ta đặt y ra ngoài, trong ngoặc sẽ là còn trừ căn bậc 2 của 6 trừ đi căn bậc 2 của 3 bằng 1 trừ đi 2. Tương đương ở đây chúng ta đặt dấu trừ ra ngoài, như vậy là trừ y nhân với căn bậc 2 của 6 cộng với căn bậc 2 của 3 sẽ là bằng 1 trừ 2 bằng âm 1. Từ đó chúng ta tính được y sẽ là bằng trừ 1 tất cả trên trừ căn 6 cộng với căn 3, hay chính là bằng 1 trên căn bậc 2 của 6 cộng với căn bậc 2 của 3. Đến đây thì các em có thể chụp căn thức tiếp để tìm lại y. Tương đương, chúng ta sẽ cùng nhau chụp căn thức. Cụ thể chúng ta nhân cả tử và mẫu với căn bậc 2 của 6 trừ đi căn bậc 2 của 3. Nhân với căn bậc 2 của 6 trừ đi căn bậc 2 của 3. Và khi đó mẫu của chúng ta chính là hàng đẳng thức đáng nhớ số 3, sẽ là bằng 6 trừ đi 3. Chúng ta rút gọn sẽ là bằng căn bậc 2 của 6 trừ đi căn bậc 3 của 2 căn bậc 2 của 3 tất cả trên 3. Sau khi tìm được y rồi, chúng ta sẽ thế vào phương trình sau đây để tìm ra được x. Thế vào sao? Chúng ta tìm ra được x, đó là x sẽ là bằng căn bậc 2 của 2 trừ đi y, tức là trừ đi căn bậc 2 của 6 trừ đi căn bậc 2 của 3 tất cả trên 3 nhân với căn bậc 2 của 3. Chúng ta sẽ cùng nhau rút gọn đây. Căn bậc 2 của 2 chúng ta giữ nguyên này. Căn bậc 2 của 6 trừ đi căn bậc 2 của 3 thì hai cái này có nhân tử chung đó là căn bậc 2 của 3. Trong ngoặc sẽ là còn căn bậc 2 của 2 trừ đi 1 nhân với căn bậc 2 của 3 tất cả trên 3. Như vậy là bằng căn 2 trừ đi căn bậc 2 của 3 nhân với căn bậc 2 của 3 là bằng 3. 3 ở trên tử và 3 ở dưới mẫu sẽ triệt tiêu đi nhau. Như vậy lúc này chỉ còn căn bậc 2 của 2 trừ đi 1. Chúng ta phá ngoặc ra sẽ là trừ đi căn bậc 2 của 2 cộng với 1 và rút gọn chính là bằng 1. Cuối cùng chúng ta kết luận, vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. X của chúng ta đó là bằng 1, y của chúng ta là bằng căn bậc 2 của 6 trừ đi căn bậc 2 của 3 tất cả trên 3. Như vậy câu này có chứa căn bậc 2, do đó các em rất dễ có thể nhầm lẫn làm sai ở các bước. Các em cần chú ý. Ý B đó là x trừ đi 2 lần căn bậc 2
của 2 nhân y bằng căn bậc 2 của 5. X nhân với căn bậc 2 của 2 cộng với y bằng 1 trừ đi căn 10. Chúng ta sẽ dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình này như sau. Thứ nhất, đó là từ phương trình 1. Từ phương trình 1, chúng ta sẽ biểu diễn x theo y. Biểu diễn x theo y thì chúng ta sẽ được đó là x bằng 2 căn bậc 2 của 2 nhân y cộng với căn 5. Sau đó chúng ta sẽ thế x bởi 2 căn bậc 2 của 2 nhân y cộng với căn 5 vào phương trình thứ 2. Vào phương trình 2. Và ta sẽ được phương trình mới. Đó là gì? Đó là 2 căn bậc 2 của 2 nhân y cộng với căn 5 nhân với căn 2 cộng với y bằng 1 trừ đi căn bậc 2 của 10. Chúng ta sẽ cùng nhau giải phương trình này. Bước đầu tiên chúng ta sẽ nhân phá ngoặc ra. 2 nhân căn bậc 2 của 2 y nhân tiếp với căn 2. Vậy thì sẽ là bằng 4y. Căn 5 nhân với căn bậc 2 của 2 thì sẽ là bằng căn 10 cộng với y bằng 1 trừ đi căn 10. Sẽ tương đương 4y cộng với y là bằng 5y. Chúng ta chuyển căn 10 sang về bên kia. Vậy thì về bên phải khi đó sẽ là bằng 1 trừ đi 2 căn 10. Từ đó chúng ta tính được y sẽ là bằng 1 trừ đi 2 căn 10 tất cả trên 5. Thì đây chính là bằng y. Sau khi tính y rồi thì chúng ta sẽ thế vào phương trình sau để tìm ra được x. Thế y bằng 1 trừ đi 2 căn 10 trên 5 vào sau. Thì chúng ta sẽ tìm ra được x là bằng 2 căn bậc 2 của 2 nhân với y, tức là 1 trừ đi 2 căn 10 trên 5 cộng với căn 5. Chúng ta sẽ cùng nhau nhân phá ra. Ở trên tử khi đó sẽ là như sau. 2 căn 2 nhân với 1 là bằng 2 căn 2. 2 căn 2 nhân tiếp với 2 căn 10. Em chú ý này. 2 căn 2 nhân với 2 căn 10 thì sẽ là bằng 4 căn 20. Chú ý căn 20 thì chúng ta có thể viết đó là bằng 2 căn 5. Như vậy đây là sẽ là bằng 8 căn 5. Như vậy là trừ đi 8 căn 5 tất cả trên 5 cộng với căn 5. Chúng ta quy đồng nhân chéo lên. Vậy sẽ là bằng 2 căn 2 trừ đi 8 căn 5 cộng với 5 căn 5 tất cả trên 5. Và rút gọn ta được trên tử sẽ chỉ còn là 2 căn 2 trừ 8 căn 5 cộng với 5 căn 5 thì bằng trừ 3 căn 5 tất cả trên 5. Như vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất x của chúng ta nó là bằng 2 căn 2 trừ đi 3 căn 5 tất cả trên 5. Y của chúng ta là bằng 1 trừ đi 2 căn 10 tất cả trên 5. Tương tự thì các em tự giải cho cô ý C như ý A và ý B. Sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang một dạng bài mới, đó là bài 18. Ý A nhỏ, xác định các hệ số A và B. Biết rằng hệ phương trình 2x cộng BI bằng âm 4, BX trừ đi AI bằng âm 5 có nghiệm là 1 âm 2. Ý B cũng hỏi như vậy, nếu hệ phương trình có nghiệm là căn 2 trừ 1 căn 2. Chúng ta sẽ đi giải quyết từng ý. Câu 18, đó là xét hệ phương trình 2x cộng với BI bằng âm 4 và phương trình thứ 2 BX trừ đi AI bằng âm 5. Theo giả thiết đó là hệ phương trình có nghiệm là 1 và âm 2. Vậy khi chúng ta thay x bằng 1, thay y vào âm 2 vào hệ phương trình thì phải thỏa mãn. Ý A, vì hệ phương trình có nghiệm là 1 âm 2, có nghiệm là cặp số 1 âm 2. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra đó là khi chúng ta thêm 1 âm 2 vào hệ phương trình phải thỏa mãn, tức là 2 nhân với 1 cộng với B nhân âm 2 sẽ là bằng âm 4. Ở phương trình dưới, B nhân với 1 trừ đi A nhân với Y, tức là A nhân với trừ 2
sẽ là bằng âm 5. Hệ phương trình này sẽ tương đương 2 nhân với 1 là bằng 2. B nhân với trừ 2 thì chính là trừ 2B bằng âm 4. B nhân với 1 là bằng B. Trừ A nhân với trừ 2 thì là thành cộng 2A sẽ là bằng âm 5. Chúng ta sẽ giải phương trình đầu tiên 2 trừ đi 2B bằng âm 4. Vậy thì trừ 2B sẽ là bằng âm 6. B cộng với 2A là bằng âm 5. Tương đương, từ phương trình đầu tiên chúng ta sẽ rút ra được đó là B bằng âm 6 chia cho âm 2, tức là B bằng 3. Chúng ta thêm B bằng 3 vào phương trình dưới, như vậy là 3 cộng với 2A bằng âm 5. Từ đây chúng ta tính ra được B của chúng ta sẽ là bằng 3, A của chúng ta sẽ là bằng âm 4. A của chúng ta sẽ là bằng âm 4. Và cuối cùng chúng ta kết luận, vậy hệ để hệ phương trình đã cho có nghiệm là 1 âm 2. Vậy để hệ phương trình đã cho có nghiệm là 1 âm 2. 1 âm 2 thì chúng ta xác định được A của chúng ta là bằng âm 4 và B của chúng ta là bằng 3. B của chúng ta là bằng 3. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B, vì hệ phương trình đã cho có nghiệm, có nghiệm đó là căn 2 trừ 1 và căn 2. Từ đó chúng ta thay cặp số này vào hệ phương trình đã cho thì chúng ta sẽ được đó là 2 nhân với căn 2 trừ đi 1 cộng với B, Y của chúng ta sẽ là căn bậc 2 của 2 bằng âm 4. B nhân với căn bậc 2 của 2 trừ đi 1 trừ đi A nhân với căn bậc 2 của 2 sẽ là bằng âm 5. Vậy hệ phương trình trên tương đương 2 nhân với căn bậc 2 của 2 thì sẽ là bằng 2 căn 2. 2 nhân với âm 1 là thành trừ 2 cộng với B căn bậc 2 của 2 là bằng âm 4. Phương trình dưới B nhân với căn bậc 2 của 2 trừ đi 1 trừ đi A căn bậc 2 của 2 bằng âm 5. Từ đó dẫn đến tương đương B nhân với căn bậc 2 của 2. Chúng ta sẽ chuyển hết các số tự do sang phía bên kia. Vậy sẽ được đó là âm 4 trừ đi 2 căn 2 trừ 2 sang phía bên kia là thành cộng 2. Và chúng ta rút gọn, trừ 4 cộng với 2 thì chính là bằng trừ 2 trừ đi 2 căn 2. Tương đương B sẽ là bằng, từ đó chúng ta chia cả hai về cho căn 2 thì chúng ta sẽ tìm ra được B. Và B của chúng ta sẽ là bằng trừ căn 2 trừ 2. Chúng ta thay B vào phương trình dưới, trừ căn 2 trừ 2 nhân với căn 2 trừ đi 1 trừ đi A căn bậc 2 của 2 bằng âm 5. Chúng ta nhân phá cái này ra, trừ căn 2 nhân với căn 2 thì sẽ là bằng trừ 2, trừ căn 2 nhân với âm 1 thì là bằng cộng căn 2, trừ 2 nhân với căn bậc 2 của 2 thì là trừ 2 căn 2, trừ 2 nhân với âm 1 thì là bằng cộng 2. Chúng ta bắt đầu rút gọn này, trừ 2 với cộng 2 là hết, căn 2 với trừ 2 căn 2 thì còn là trừ căn 2, trừ đi A căn 5, A căn 2 sẽ là bằng trừ 5. Dẫn đến B của chúng ta là bằng trừ căn 2, trừ đi 2. A của chúng ta sẽ là bằng trừ căn 2, cộng với 5, tất cả trên căn 2. Như vậy thì để hệ phương trình đã cho có nghiệm là căn 2 trừ 1 và căn bậc 2 của 2 thì A của chúng ta sẽ là bằng trừ căn 2 cộng 5 trên căn 2. B của chúng ta sẽ là bằng trừ căn 2 trừ đi 2. Đến đây chú ý các em có thể chụp căn thức tiếp để tìm ra A. Cô có thể chụp căn thức tiếp thì A của chúng ta sẽ là bằng trừ 2 cộng với 5 căn 2 tất cả trên 2. Thì các em dừng ở đây cũng được, mà dừng ở đây cũng đúng.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 19. Biết rằng đa thức PX chia hết cho đa thức X chữ A khi và chỉ khi P ở tại A bằng 0. Như vậy là PX chia hết cho X chữ DA khi và chỉ khi P ở tại A sẽ là bằng 0. Hãy tìm các giá trị của M và N sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho X cộng 1 và X chữ 3. Trong đó đa thức PX của chúng ta là bằng m nhân x mũ 3 cộng với m trừ 2 nhân với x bình trừ đi 3n trừ đi 5 nhân với x trừ đi 4n. Thì chúng ta sẽ khai thác giả thiết như sau. Thứ nhất, đó là do đa thức px chia hết cho x cộng 1. Vậy dùng đúng định nghĩa px mà chia hết cho x trừ a khi và chỉ khi p ở tại a bằng 0. Vậy theo giả thiết là px chia hết cho x cộng 1, vậy chúng ta sẽ tương đương với P ở tại âm 1 là bằng 0. Chúng ta thay âm 1 vào biểu thức PX thì sẽ là được. P ở tại âm 1 sẽ là bằng M nhân với âm 1 tất cả mũ 3 cộng với M trừ 2 nhân với âm 1 tất cả bình trừ đi 3N trừ đi 5 nhân với âm 1 trừ đi 4N và sẽ là bằng 0. Và chúng ta sẽ rút gọn P ở tại âm 1. Âm 1 tất cả mũ 3 là bằng âm 1, như vậy sẽ là bằng trừ m, trừ 1 tất cả bình phương là bằng 1, như vậy là cộng với m trừ 2. Cô nhân phá ngoặc chỗ này ra thì sẽ là bằng 3n trừ đi 5 trừ đi 4n bằng 0. Tương đương, chúng ta phá ngoặc ra, trừ m cộng với m sẽ là hết, 3n trừ đi 4n thì sẽ là bằng trừ n, trừ 2 trừ đi 5 thì là bằng trừ 7 bằng 0. Từ đó chúng ta tìm ra được n của chúng ta sẽ là bằng âm 7. Chúng ta khai thác dữ kiện thứ hai, đó là px của chúng ta chia hết cho x trừ 3. Khi px chia hết cho x trừ 3, vậy thì điều này sẽ tương đương với p ở tại 3 sẽ là phải bằng 0. Vậy thì chúng ta thay x bằng 3 vào biểu thức px. Như vậy là m nhân với 3 mũ 3 cộng với m trừ 2 nhân với 3 bình phương trừ đi 3n trừ đi 5 nhân với 3 trừ đi 4n bằng 0. Chúng ta rút gọn biểu thức này. 3 mũ 3 là bằng 27, như vậy là 27m cộng với 3 mũ 2 là bằng 9. 9 nhân với m trừ 2. Cô nhân phá ngoặc ra thì sẽ là trừ 9n cộng với 15 trừ đi 4n bằng 0. Tương đương với 27m cộng với 9m, 9 nhân với âm 2, âm 18 trừ 9n trừ đi 4n thì sẽ là trừ 12n cộng với 15 bằng 0. Tương đương với 27m cộng với 9m thì sẽ là bằng 36m trừ đi 13n trừ 18 cộng với 15 thì sẽ là bằng trừ 3 bằng 0. Mà chúng ta biết đó là n của chúng ta vừa tìm được là bằng âm 7. Thì khi đó chúng ta thay n bằng âm 7 vào 2. Thì chúng ta sẽ được đó là 36 nhân với m trừ đi âm 10 trừ đi 13 nhân với âm 7 trừ đi 3 bằng 0. Chúng ta sẽ giải phương trình này tương đương với 36m. 10 trừ 13 nhân với âm 7 thì chính là bằng cộng 91 trừ 3 bằng 0. Tương đương với 36m sẽ là bằng 91 trừ đi 3 thì sẽ bằng 88. Chuyển sang về bên kia là thành âm 88. Từ đó chúng ta tính được m là bằng âm 88 trên 36. Và âm 88 trên 36 chúng ta sẽ rút gọn là bằng âm 22 phần 9. Như vậy m của chúng ta sẽ là bằng âm 22 phần 9 và n của chúng ta sẽ là bằng âm 7. N của chúng ta là bằng âm 7. Như vậy buổi học ngày hôm nay cô và các em đã cùng nhau vận dụng phương pháp thế để cùng nhau giải các hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Buổi sau thì chúng ta sẽ biết thêm một phương pháp mới để giải hệ phương trình bậc nhất hay ẩn, đó gọi là phương pháp cộng đại số.
Vậy thì phương pháp cộng đại số là gì và khi nào chúng ta sẽ dùng phương pháp cộng đại số? Câu hỏi này sẽ được trả lời vào buổi học ngày hôm sau. Hẹn gặp lại các em vào buổi sau. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.